Thưa quý vị và các bạn, Ford Việt Nam cũng mới có cái sự thay đổi cập nhật dành cho cái phiên bản Ford Ranger XLS, cái phiên bản 2020. Đó là sẽ được nâng cấp màn hình cảm ứng 8 inch, có được hỗ trợ Apple CarPlay cũng như là Android Auto dành cho cái phiên bản tiêu chuẩn với mức giá không đổi. Hiện tại thì chiếc Ford Ranger XLS AT số tự động một cầu có cái giá limit là 650 triệu và cái phiên bản là Ford Ranger XLS MT số sàn một cầu có cái giá limit là 630 triệu. Hiện tại Ford Việt Nam đã nâng cấp cái sản phẩm này và có mức giá là vẫn giữ nguyên so với lại hai phiên bản này. Một trong những cái tin vui mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Ngoài ra thì Ford cũng đã nâng cấp cái phiên bản là Ford Ranger quay trích cao cấp từ đèn pha halogen chuyển sang đèn full LED, cũng như là cái ống kính của đèn cốt dạng hình tròn chuyển sang hình vuông. Và một điều đặc biệt nữa, trong năm 2020 này Ford cũng giới thiệu ra một cái phiên bản là Ford Ranger Limited, đó là cái phiên bản là cận cao cấp, gọi là nó sẽ là anh của Ford Ranger XLT nhưng mà là em của Ford Ranger Wildtrak. Và trong năm 2020 này Ford cũng giới thiệu ra một mã màu mới, đó là màu xanh tím, cũng nhìn cũng rất là đẹp và bắt mắt. Nếu các bạn đã quan tâm đến kênh Vua Xe thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Vâng, thưa các bạn, hiện tại thì Ford Ranger XLS AT và MT có tất cả là các màu như sau, bao gồm màu trắng, màu đen, màu xám, màu bạc, màu xanh thiên thanh, màu xanh dương, màu ghi vàng, màu đỏ đô và màu đỏ dương, nhưng hiện tại thì đỏ dương không về Việt Nam. Được sử dụng động cơ dầu 2.2 lít và cho công suất của nó là 160 mã lực. Kèm theo đó là hộp số tự động 6 cấp hoặc là hộp số sàn 6 cấp, trang bị trợ lái điện cũng như là cân bằng điện tử là một trong những cái tính năng cao cấp mà Ford trang bị cho cái dòng xe bán tải này. Ngoài ra thì trên chiếc Ranger XLS AT và MT trang bị những cái option cơ bản như là ghế nỉ hai túi khí và một cái màn hình 8 inch là một trong những cái trang bị cao cấp ngày xưa chỉ dành cho cái phiên bản Ford Ranger Wildtrak. Vâng, nếu các bạn đã quan tâm đến phiên bản này, liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666. Tôi tên Lêm Bảo Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Ford Thanh Xuân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.